Chào các bạn, hôm nay Vina Châu sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn khá là bổ dưỡng và đặc biệt người Hàn cũng rất là yêu thích nha các bạn. Đó là món gà hầm sâm, tiếng Hàn có gọi tên là sâm kê thang nha các bạn. Món này được khá phổ biến bán theo các nhà hàng của Hàn Quốc nha các bạn. Thì sau đây khi mà chuẩn bị món làm món gà hầm sâm thì Vina Châu có chuẩn bị tỏi sống nè các bạn. Thì tiếp đến là có táo khô. Và sau đây là mình sẽ tiếp tục giới thiệu, đây là ba củ sâm. Thì hôm nay mình hầm có đặc biệt có ba con gà nên mình mua ba củ sâm. Loại này là sâm để hầm gà rồi nha các bạn, chứ không có phải là sâm ngàn năm đâu nha các bạn. Thì đây là cái bịch mà để nấu sâm kẻ thang á, là gà hầm sâm á các bạn, thì không thể thiếu cái bịch đó nha các bạn. Còn đây là con gà, mình mua được ba con gà nè, loại này là loại gà nhỏ nha, cho mỗi một người ăn. Thì loại gà này thì mỗi một người ăn một con nha các bạn. Nhà mình thì có hai mẹ con nên là mình mua hai con, còn một con kia thì mình nấu mình bưng qua cho cháu mình nó ăn. Nên là tổng cộng là hôm nay mình hầm là ba con gà. Sau đây là mình sẽ cắt ra cho các bạn xem con gà ba lớn nha. Đây, con gà có ba lớn đó thôi các bạn. Cái gà này nó mềm lắm, nó như gà công nghiệp vậy đó các bạn. Thì tiếp tục là món kế tiếp thì đó là nếp nha các bạn. Nếp để một hồi mình ngâm cho nó nở ra, mình bỏ vô nước mình ngâm chừng khoảng 10 phút cho nó nở ra để mình bỏ vô cái bụng con gà các bạn. Để mình vừa ăn thịt gà mà mình vừa ăn được cái nếp ở trong cái bụng con gà luôn, nên là nó rất là ngon, mình khỏi phải cần dùng với cơm nha các bạn. Còn đây là hạt dẻ mình được mua, nó gọt vỏ sẵn các bạn, cái này có bỏ vô cũng được mà không có cũng không sao. Thì tiếp đến mình sẽ chuẩn bị một cái nồi, thì sau khi mình chế biến bỏ gà và nếp vào thì mình sẽ bắt nước lên để mình bỏ cái bịch làm gà hầm sâm đó thì vô để mình nấu cho nó ra nước trước các bạn à. Để khi mình trong thời gian mình làm gà đó, mình dồn tất cả vô cái bụng con gà thì cái nước của mình đã sôi. Thì đây là cái bịch để nấu sâm kê thang nè, gà hầm sâm đó các bạn. Ở trong đây thì nó có rất là nhiều loại rễ cây và có sâm khô đồ ở trong á, nên là khi mình nấu cái nước nó sôi lên đó, mình bỏ vào mình nấu cái nước nó sôi lên đó các bạn, nó rất rất là thơm luôn nha các bạn, nó thơm khủng khiếp lắm. Nếu mà cái nhà bạn mình đóng cửa là mình nấu một cái ha, mà ở người ngoài bước vô một cái là nó thơm chịu không nổi luôn á, nó thơm lắm. Thì ở đây thì trong đây nó có cái bịch này, thì cái bịch này thì mà mình cắt cho một cái lỗ nhỏ thôi các bạn, để mình khi mình bỏ vô á cho nó chìm xuống dưới á, tại vì khi nước nó sôi quá nó sẽ phì cái bọc lên thì nó nằm ở trên không à, nên mình cắt cho một lỗ xíu thôi cho cái nước nó thông qua cái bọc á, để cho nó không có bị phì cái bọc lên trên á các bạn. Thì sau đây mình sẽ bắt đầu là mình cắt hết hai con gà còn lại ra nha. Hồi nãy mình cắt trước rồi, bây giờ còn một con cuối cùng thì mình cắt, mình rửa cho nó sạch lại. Thì là gà này nó đã làm sạch rồi nhưng mà mình mua về mình cũng phải rửa sơ lại các bạn à. Thì phía chỗ mà cái nó cắt á các bạn, thì mình thấy nó còn hơi mỡ, mình rất là sợ mỡ, cho nên là mình gứt luôn cái mỡ đó ra. Thì một hồi cái phụ công mình cũng tỉa luôn các bạn ạ. Thì sau đây là những món cần để làm cho gà hầm sâm mình cũng đã chuẩn bị xong rồi nè các bạn. Gồm có là sâm nè, hạt dẻ, táo khô và tỏi. Còn cái đó là dĩa muối tiêu để hồi mình ăn chấm thịt gà mình ăn đó các bạn. Còn cái bên là dĩa hành sống mình sắc để hồi mình nấu chín mình bỏ lên cho nó thơm. Còn bên kia là tô nếp nha các bạn. Đây là ba con gà. Nếu mà không có gà nhỏ thì mình hầm gà bự nó cũng rất là ngon luôn. Nhưng mà ở này mình chia con gà này cho nó dễ ăn á, mỗi người một con. Nhưng mà gà bên đây nó mềm lắm, nó không có ngon bằng gà Việt Nam của mình đâu các bạn. Thì trước khi thì mình dồn vô thì mình cũng chuẩn bị ba cái tăm nha các bạn, cái tăm lỗ tăm xỉ răng á các bạn, để hồi mình khiếu cái bụng nó lại. Thì sau đây mình bắt đầu dồn gà nha các bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ bỏ tỏi vào nè, táo khô và một củ sâm và một củ hạt dẻ. Hạt dẻ thì mình có mình bỏ vô cũng được, không có cũng không sao. Thì củ sâm mình có mình bỏ vô nữa thì ngon, còn không có thì mình bỏ tỏi với táo khô vô nhiều cũng được. Thì có nữa thì bỏ vô cái nước nó càng thơm nữa. Sau đó mình múc nếp mình bỏ vô các bạn ạ. Thì mình múc nếp mình bỏ vô thì mình bỏ cho nó đầy bình thường thôi, mà đừng có bỏ cho nó dẻo các bạn. Tại mình để cho nó lỏng lỏng chí, để một hồi mình còn
cho nó nở ra nữa. Thì sau đó thì mình lấy cái tăm xỉu răng đó các bạn, mình khiếu cái bụng nó lại để cho một hồi cái nếp của nó nở ra đó, nó không bị xúc ra ngoài á các bạn, nó không bị rớt nếp ra ngoài. Đây, sau đây là đã xong rồi, một con gà. Các bạn thấy có đơn giản không? Nhưng mà món này là siêu ngon, siêu bổ luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình cứ làm như vậy đó, rồi mình thả vô cái nồi nước mình đã đun sẵn nãy giờ các bạn. Thì sau đây mình tiếp tục, mình cũng làm theo y như con gà trước. Thì mình làm hết đúng ba con gà này thôi, rồi mình dồn vô nồi hết rồi mình nấu cho nó chín thôi các bạn. Rất là đơn giản đúng không? Nhưng mà cái bịch mà nấu gà hầm sâm á các bạn, cái bịch đó là bên đây mình mua 2.900 won của tiền Hàn Quốc á các bạn. Thì cũng khoảng là 2 đô mấy á các bạn, 2 đô 6, lối đó 2 đô 6. Thì mình độ khoảng chắc cũng 20, 40, cỡ 5 mấy ngàn tiền Việt Nam á các bạn, một bịch đó đó. Thì mình không biết cái giá thị trường tiền Hàn đổi ra tiền Việt về bao nhiêu, nhưng mình độ khoảng đó thôi các bạn ạ. Đây là hồi nãy mình cũng có cố tình là mình làm tỏi cho nó dư một xíu, với táo khô cho nó dư một chút xíu để mà mình bỏ vô cái nước đó các bạn, thì cho nó thơm nó ngon hơn. Đó, giờ đã xong rồi các bạn. Cái món này nó làm siêu dễ luôn nha các bạn, nhưng mà ăn là siêu ngon, siêu bổ luôn á các bạn ạ. Còn đây là cái phần nếp mà còn dư lại. Thì các bạn đừng nghĩ là cái nếp mình dư lại là mình không làm gì được ha. Thì mình có thể là mình bỏ vô cơm, mình trộn với gạo mình nấu cơm ăn cũng được. Nhưng mà đa số là cái phần nếp này á, là hồi nãy là mình có bỏ nếp vô bụng con gà đúng không? Thì các bạn ăn ít á, thì cơ hội cái nếp trong bụng gà nó nở ra thì vừa một người ăn. Còn các bạn nào mà ăn nhiều á, thì các bạn hồi mà vớt gà hết đó các bạn, thì các bạn sẽ vớt những cái thứ mình lộm cộm mà mình bỏ vô nãy, chẳng hạn tỏi, táo khô, đồ dưới cái bịch gà cây mình vớt hết. Xong rồi mình sẽ bỏ cái nếp đó vô, mình nấu cháo và mình bằm một chút cà rốt vô, đó là mình nấu thành cháo nha các bạn. Rất là ngon luôn, cái nước đó mình bỏ thêm nếp để nấu cháo là rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì cái nồi gà của mình đã chín cỡ 60% rồi nè. Là mình thỉnh thoảng mình chỉ hớt bọt thôi các bạn, không có làm gì cả. Các bạn thấy cũng khá hấp dẫn rồi phải không? Cái nồi này là mình hầm cũng gần cả tiếng rồi đó các bạn. Tại vì thí dụ như người Việt của mình á, thì không thích ăn mềm, thì mình hầm khi mình thấy nó chín rồi là ok. Còn người Hàn Quốc á, thì họ rất là thích ăn mềm. Và mình cũng có sở thích là thích ăn nó mềm mềm hơn. Thì con trai mình cũng vậy. Cho nên là mình hầm cả tiếng đồng hồ luôn các bạn, cho nó mềm. Khi mình múc lên thì cái đùi nó muốn gã ra luôn các bạn. Đây, cái nồi gà của mình nó hầm cả tiếng đồng hồ nó đã chín rồi nè các bạn. Thì sau đây mình sẽ múc ra một con, mình bẻ nó ra thử cho các bạn xem, và mình cho con trai mình nó ăn luôn nha. Thay vì con trai mình bỗng nhiên nó đi học về thì nó bảo là mẹ ơi con thèm mà gà hầm sâm, thì sẵn đây mình đi siêu thị mình hốt ba con gà về luôn. Thì trong nhà thì có táo khô sẵn, rồi mình mua thêm sâm nữa với một bịch hầm gà hầm sâm nữa là giờ mình làm các bạn. Đó, cái hành hồi nãy mình đã chuẩn bị, mình có nói với các bạn từ đầu đó. Thì cái nước gà này nè mình không có nêm gì hết nha các bạn, tại vì cái nước nấu nước lèo hồi nãy, cái bọc nước nó lèo nãy ra, cái nước cũng đã khá ngon rồi, chứ trong gà nó ra đó thì mình chỉ cần muối tiêu đó. Thì hồi mình nếm nếm vô cái nước gà là mình chấm gà rồi mình nếm nếm vô cái nước mình ăn luôn nha các bạn. Thì đây bây giờ là mình xé ra cho các bạn xem nè. Nó đó các bạn thấy không, này ở trong nó có táo rồi có sâm chín nè, rồi tỏi nó rất là thơm luôn các bạn. Mình tách ra là cái nếp nó cũng rất là thơm, tại vì nó có tỏi nè, táo nè, sâm ở trong đó nữa, nên nó làm thơm cái nếp lắm các bạn. Thì một hồi mình cứ chỉ mình múc ăn cũng được, hay là mình dập ra cái nước mình ăn cũng rất là ngon luôn nha các bạn. Cái món này mà cho những người mà giống như là sức khỏe hơi yếu á, thì ăn vô là mau khỏe, mau hồi phục luôn nha các bạn. Thì sau đây mình đã ship cho các con bạn trai một giờ con để nó ăn sáng nhanh, rồi còn đưa nó lên ký túc xá mọi người ạ. Và sau đây Duy Nà Châu cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi ăn cơm và cùng đồng hành với Duy Nà Châu Channel nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.